Căn cứ hành vi vi phạm của các tập thể cá nhân có liên quan, ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Các quy định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch, ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến công ty cổ phần Công nghệ Việt Á khi còn làm Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Ông Thành được xác định không có tư lợi cá nhân nhưng đã có những chỉ đạo sai phạm quy định, thiếu trách nhiệm dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thuộc ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh Quảng Ninh theo dõi chỉ đạo. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ thuộc các cơ quan chức năng của thị xã Đông Triều. Ông Phạm Văn Thành bị Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh cảnh cáo do có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Việt Á tại thị xã Đông Triều khi còn là người đứng đầu địa phương này. Vào lúc 5 giờ 45 phút hôm nay đã xảy ra vụ cháy nhiều ký ốt tại chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đông Tháp. Phát hiện cháy, Ban Quản lý chợ Bình Thành đã sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ. Do đa số ký ốt khóa cửa bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang các ký ốt khác. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ và xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 6 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên có 14 ký ốt bán tạp hóa bị thiệt hại hoàn toàn và hai ký ốt bị thiệt hại khoảng 50%, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2,4 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng cùng ngày, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại. Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng cấp xe taxi sau hơn 8 giờ gây án. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Phủ Lý tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1982, trú tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, lái xe taxi, chở một thanh niên đến khu vực xóm 7 xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, thì bị đối tượng bất ngờ tấn công siết cổ vào ghế lái. Anh Vượng đã cố gắng chống trả và may mắn thoát ra ngoài. Đối tượng đã cướp xe bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để điều tra truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng. Đến khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1983. Khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà thuộc tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Quá trình bắt giữ đối tượng Nam có biểu hiện bị kích động hoang tưởng. Theo chính quyền địa phương và gia đình, đối tượng Nam có tiền sử bị mắc bệnh tâm thần đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện. Hiện công an đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.